Bạn muốn học tiếng Anh từ con số 0? Vậy thì click ngay vào link trên này để trải nghiệm khóa học online của Elite. Xem video vui vẻ nha! Hi guys! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 thành ngữ tiếng Anh bày tỏ niềm vui và nỗi buồn nhé! Vì hôm nay mình đang rất vui, nên chúng ta hãy cùng thử đến với 5 thành ngữ diễn tả niềm vui trước nhé! Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu với các bạn một thành ngữ tương đương với cụm từ to be excited about, đó là to be buzzing for. Chúng ta sẽ dùng những cụm từ này để diễn tả sự hào hứng cho một việc sắp sửa xảy ra trong tương lai. Ví dụ, I'm buzzing for the Tết holiday. Mình rất hào hứng vì sắp đến Tết rồi. Ngoài ra, buzz còn được sử dụng để chỉ một số âm thanh, ví dụ như là tiếng con ong kêu vo ve chẳng hạn. Vì thế nên để ghi nhớ thành ngữ này thì chúng ta có thể nghĩ đến một con ong vui vẻ bay lượn và nói I'm buzzing. Ngược lại, nếu muốn nhắc đến một việc rất vui ở trong quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng thành ngữ to have a whale of a time. Lại là một thành ngữ nhắc đến động vật đúng không nào? Tuy nhiên có từ whale ở đây nhưng mà cả câu dịch ra không có từ nào nghĩa là cá voi đâu nhé. Ví dụ, we had a whale of a time at Nancy's birthday party last night. Nghĩa là chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui ở buổi tiệc sinh nhật Nancy tối qua. Giờ này luyện tiếng Anh nào rồi? Lên trình chưa? Đợt này tôi đang thấy tệ ơi là tệ. Kiểu tôi học tiếng Anh qua mấy cái video với cả phim trên mạng ấy. Nhưng mà kiểu người ta nói nhanh như là nhanh ấy mà tôi mãi tôi chả nghe được cái gì cả. Xong rồi cứ có một cái từ mới thì tôi lại phải tra này. Tôi phải bật sang một cái cửa sổ mới. Nhưng mà cứ mỗi lần tra ra một từ đấy là tôi lại quên hết. Quên luôn đúng không? Đúng không? Cuối cùng là chả được cái từ nào cả. Tôi biết rồi. Ê này, thế tôi có cái này hay cực xem thử không? Cái gì vậy? Không như là có xăm xàm không đấy? Tôi giới thiệu ông còn lo xàm à? Đây nhá, tôi mò mãi được cái này hay cực kỳ luôn. Mấy phần này lúc mà tôi luyện nghe ấy, thì các cái video người ta nói có luôn cả phần sắp ở bên dưới luôn. Mà mỗi lần mà ông không biết cái từ đấy có nghĩa là gì thì ông kích vào chuột vào trong đấy là nó sẽ hiện ra nghĩa tiếng Việt luôn cho ông. Còn có cả phần phiên âm nữa, để tôi thử cho ông nghe nhá. Nè. Đấy, ông tự thử một từ khác đây nào. Tiện nhờ. Thấy chưa? Tôi mò mãi được cái này hay không? Thế cả ấy, mấy cái từ mà ông không biết ý, cái từ mới nó sẽ tổng hợp ngay bên dưới cho ông luôn. Còn có cả trình độ từ dễ đến khó nữa. Ôi, nhưng mà ở đây thì nó đã có thể loại nhạc nhẽo hay là mấy cái phim mà nó mới ra chưa? Thoải mái luôn, ở trên này có hết với cả mấy cái thứ này, ở trên này ông tự mò đi. Có đủ hết các thể loại luôn. Cái ứng dụng này hay nhờ, bây giờ nếu mà tôi muốn đăng ký thì phải làm nào? Cái này là của Elite Online. Bây giờ ông mà muốn đăng ký, ông chỉ cần click vào cái link ở chỗ này. Xong rồi ông điền vào form người ta cho sẵn. Thế thôi, chờ người ta gọi điện là xong. Tiện thật đấy. Chờ. Để bây giờ đợi, để tôi đăng ký thử xem sao nha. Ok. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thành ngữ to be on cloud 9. Dịch nôm na nghĩa là bay lên tận 9 tầng mây. Bay lên mây nghĩa thích rồi đúng không? Đây còn bay lên tận 9 tầng mây nữa thì không thể nào mà không vui được rồi. Chúng ta hãy cùng thử ví dụ nhé. I'm on cloud 9 these days because summer vacation is coming soon. Nghĩa là mình rất vui vì kỳ nghỉ hè sắp sửa đến rồi. Thật vui với ông bạn, chỉ còn 6 tháng nữa thôi là đến kỳ mùa hè rồi. Một cách diễn đạt khác cũng liên quan đến bay, nhưng không dừng lại ở mây nữa mà bay tuốt lên tận cung trăng luôn. To be over the moon. Vì thế hãy thử lấy một ví dụ thật hoành tráng nhé. I've been over the moon ever since I got engaged. Mình rất vui kể từ khi mình đính hôn. Câu này khó hơn câu vừa rồi một chút vì mình đã sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nếu bạn nào vẫn chưa nắm chắc thì này thì có thể xem lại video về thì này nhé. Mình sẽ để link ở phần dưới mô tả video. Khi cảm thấy vui chúng ta sẽ cười rất là nhiều đúng không nào? Và chúng ta thậm chí cười ngoác cả mang tai. Những lúc như vậy thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ diễn đạt bằng cụm từ grin from ear to ear. Ví dụ tối qua mình vừa có buổi hẹn hò đầu tiên với bạn trai của mình và sau đó thì mình vui đến mức cười ngoác tận mang tai. After my date last night, I was grinning from ear to ear. Nhưng mà đây chỉ là một ví dụ thôi nhá. Trên thực tế thì nếu như lúc vui chúng ta thường cười nhiều thì ngược lại chúng ta thường rất là dễ khóc vào những lúc buồn đúng không nào? Vậy thì bây giờ hãy đến thử xem với những thành ngữ tiếng Anh diễn tả cảm xúc buồn nó như nào nhé. Đầu tiên đó là cry one's eyes out hay là bawl one eyes out. Dịch nôm na là khóc đến sưng cả mắt, khóc đến rớt cả mắt ra ngoài. Và cấu trúc này thì thường được sử dụng để nói về những việc trong quá khứ. Ví dụ như mình là một người rất là yêu động vật, nhưng mà hôm trước em chó nhà mình lại vừa mới bỏ nhà ra đi mất. Thế nên mình sẽ rất là lo lắng và mình khóc sưng cả mắt lên. Và để mô tả lại việc này thì mình sẽ nói như nào nhỉ? Mình sẽ dùng cấu trúc cry one's eyes out. Bây giờ thêm chủ ngữ, thay tính từ sở hữu và thêm ngữ cảnh vào.
Thế là xong. I cried my eyes out when my dog ran away from home. Tương tự, nếu như cảm xúc vui vẻ được diễn tả bằng những cụm từ nghe rất bay và phê như là on cloud nine hay là over the moon, thì chúng ta cũng có thể diễn tả nỗi buồn bằng những cụm từ thật là down như là to be down in the dumps. Ví dụ nhé, my boyfriend dumped me, so I'm down in the dumps these days. Hy vọng là chúng ta sẽ không một ai phải sử dụng câu này, bởi vì nó được dùng để nói về cảm xúc lúc bị người yêu đá đấy các bạn ạ. Tiếp theo, để diễn tả cảm xúc buồn và có chút lo sợ thì chúng ta sẽ dùng thành ngữ to be in a funk. Ví dụ, mình đang ngồi ở bệnh viện và chờ kết quả khám bệnh từ bác sĩ chẳng hạn, và tình hình thì có vẻ lại không khả quan cho lắm. Và trong hoàn cảnh như vậy thì mình có thể nói là I'm in a funk right now because I'm worried I might be sick. Thành ngữ tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn có liên quan đến một màu sắc, có ai đoán ra chưa nhỉ? Chắc chắn là một số bạn đã ngay lập tức hình dung ra cụm từ to feel blue. Đây cũng là một cách dùng đúng, tuy nhiên nó có vẻ hơi cũ rồi và người ta không dùng nó nhiều nữa. Vậy nên ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách dùng mới hơn, đó là to have a case of the blues. Thành ngữ này được dùng khi chúng ta muốn nói về cảm xúc buồn chán. Ví dụ như là I'm having a case of the blues because I have to work this weekend. Mình đang rất chán vì phải làm việc vào cuối tuần này. Nếu các bạn vẫn thích dùng cấu trúc với feel hơn thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc này nhé. To be feeling meh, với nghĩa và cách dùng gần như là hoàn toàn tương đương với to be feeling blue. Thật đơn giản phải không nào? Vậy thì bây giờ các bạn hãy tự nghĩ một câu có thể sử dụng thành ngữ này nhé. Mình sẽ nói câu của mình trước. I'm feeling a little meh because the weather sucks today. Còn bạn, hãy comment câu của bạn xuống bên dưới nhé. Và đừng quên là phải comment cả cảm nhận của bạn vào video nữa nhé. Và nếu thích video này, hãy nhấn like. Và nếu muốn học thêm nhiều cấu trúc tiếng Anh hay thì các bạn hãy đăng ký khóa học online của Elite ngay tại đây nhé. Còn bây giờ, see you next time. Bye!